Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Huy, hiện Huy đang là huấn luyện viên cấp X ở trung tâm S-Line Gym. Hôm nay Huy sẽ mang đến cho mọi người một bộ môn, đó chính là K-pop dance. Đến với K-pop dance, mọi người sẽ được cảm nhận về những bài nhạc K-pop. Đồng thời mình sẽ được hóa thân thành những ca sĩ K-pop đang biểu diễn trên sân khấu rất là máu lửa. Ok, mọi người sẵn sàng hóa thân cùng với Huy chưa ạ? Let's go! Nào, đầu tiên tất cả hai chân của mình tách rộng ra dùm cho Huy nha. Nhớ phải tách đủ rộng. Động tác đầu tiên của mình sẽ hạ phần mông của mình xuống như thế này. Nhịp đầu tiên là nhịp 1 tà. Mọi người cho Huy tay bên phải của mình đánh xuống, đồng thời đóng gối lại với nhau. 1 tà, hất tay bên phải của mình lên trên phần trán của mình, sau đó đánh phần sống ngực của mình dùm cho Huy nhịp 2, 3, 4, 5, 6, đánh tới phần hông của mình. Sau đó hất tay qua bên trái, 7, tay vào giữa trở lại, 8, mở tay lên, tà, 1, hạ tay xuống đồng thời đóng gối, mở tay lên trở lại, tà, sau đó tiếp tục đánh phần sống ngực dùm cho Huy, 2, 3, 4, 5, 6, bước chân phải của mình về phía trước đồng thời đấm tay, 7 và 8, ok, tất cả làm lại với Huy combo này lại ha. Nào, hai chân tách rộng ra dùm cho Huy, chuẩn bị, 5, 6, 7, 8, 1 tà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tà, 1 tà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, chúng ta tiếp tục học ha. Tay bên trái của mình vịn lấy phần eo của mình, tay còn lại hấp về phía trước dùng quy 3 cái, từ cao xuống thấp. 3, 2, 1. Đồng thời mở phần gót chân, hai gom gót chân của mình đẩy ra bên ngoài dùm cho Huy ha. 3, 2, 1. Kết hợp chân và tay lại với nhau. 3, 2, 1. Lướt người của mình về phía trước, vuốt nhẹ phần đầu của mình. Sau đó nhảy lên ở hai nhịp 7 và 8, nhẹ phần tay của mình lên trên. Ok. Nhịp tiếp theo, lùi chân phải của mình ra phía sau. Lùi. Sau đó tay nắm lại với nhau, đồng thời kéo tay lên và xoay người của mình nhẹ nhàng. Alright, tất cả làm lại cùng với Huy ha. Hai chân của mình đứng bằng với nhau, tay đẩy về phía trước dùm cho Huy nha mọi người. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lùi, chặt, vuốt và mở tay. Alright, động tác tiếp theo, một chân của mình nhón lên, một chân của mình trụ xuống mặt sàn. Mở mũi chân ra dùm cho Huy, đồng thời quạt tay của mình ra. 1, tà, tay vuốt phần đầu của mình. 2, tà, xoay phần đầu của mình một lần nữa. 3, tà, sau đó tách chân của mình ra ngoài. Tà, tà, tà. Ok, nào xoay nhẹ phần vai của mình dùng cho Huy ha. Xoay nhẹ một cái. Nào tay úp lên phần mặt của mình, hạ tay xuống, tiếp tục bước lên trên. 1, 2 là hai cái đấm tay. Thực hiện là động tác trước, tay đẩy về trước. 1, 2, 3, vuốt mặt, người ngã về phía trước. Sau đó mọi người đánh sống ngực và dùng gót mũi chân của mình đi lên phía trước dùm cho Huy nhé. 1, 2, 3, 4. Động tác tiếp theo chập tay lại với nhau, sau đó mở tay sang hai bên, đánh đầu của mình thành một vòng tròn và giữ lại đây. Ok, kết thúc bài ở đây. Mọi người ghép nhạc cùng với Huy nhé. Ready. Ok, mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Hy vọng là mọi người rất là enjoy buổi học ngày hôm nay ha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày hôm sau. Bye bye.